Chiều nay 31 tháng 10, một số cửa hàng kinh doanh sản phẩm vải lụa nhãn hiệu Khai Siêu trên đường Đồng Khởi và Tôn Đức Thắng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã bị Chi cục Quản lý thị trường thành phố kiểm tra. Việc kiểm tra được thực hiện sau khi Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến có văn bản chỉ đạo Sở Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra toàn bộ hoạt động của Khai Siêu và các doanh nghiệp có biểu hiện gian lận thương mại sau vụ việc hàng loạt sản phẩm của nhãn hiệu lụa nổi tiếng trong nước bị phát hiện có dấu hiệu gian lận thương mại. Trong quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng thu giữ nhiều sản phẩm để xử lý. Tại cơ sở kinh doanh trên đường Tôn Đức Thắng, hầu hết các sản phẩm đã được đưa ra khỏi cửa hàng trước khi lực lượng chức năng tới. Một số sản phẩm còn lại đã được cắt nhãn mác cũng được niêm phong để kiểm tra.